Xin chào tất cả các bác và các anh em. Trước mắt các bác anh em là những chiếc vang số mà trong ngày hôm nay em sẽ căn chỉnh và gửi cho các bác và anh em. Có rất nhiều những chiếc vang số các anh em đặt mua như là dòng Siso và một số các dòng vang số mà các bác anh em gửi căn chỉnh như là AB hay là chiếc Phoenix DBK810. Thì những chiếc vang số Siso T5 mà là gửi cho một cái bác ở Gia Lai. Và bác này là sử dụng cho loa BOB450C. Một chú em Thanh Hóa cũng đặt một chiếc Siso T5 nhưng mà sử dụng cho loa JBL. Và một chiếc cũng là Siso T5 gửi cho một chú em thành phố Hồ Chí Minh. Và chú này thì sử dụng âm ly nghe nhạc để ghép với chiếc vang số Siso T5. Và một chiếc 1080M hàng bãi có cái tên sở tốc DK5.135 mã gửi cho một chú em cũng ở Thanh Hóa. Và chú này thì trước đây cũng đã gửi cho em chiếc vang số DBS800 Plus. Và bây giờ thì chú lại giới thiệu cho anh em bạn bè đặt mua chiếc vang số Siso 1080M và một chiếc AB K1025 mã của chú em ở Tiền Giang gửi đến căn chỉnh. Và một chiếc đây là chiếc Phoenix có cái mã là DSBK810 của chú em Thái Nguyên. Thì chú em Thái Nguyên này thì khi thấy anh em bạn bè gửi vang số đến căn chỉnh thấy khá hay thì lại giới thiệu nhau gửi chiếc vang số này cho em căn chỉnh. Thì đối với vang số ấy, là một thiết bị rất quan trọng trong bộ dàn karaoke và nó quyết định cái chất âm ở trên cái bộ dàn karaoke. Nhưng mà các bác anh em khi mua vang số của em ấy thì các bác cứ yên tâm, mặc dù là em ngồi tại nhà tại chỗ thôi, thế nhưng mà căn chỉnh rất nhiều loại vang số cho các bác anh em, nó đều có một cái chất âm là gọi khá hay. Bảo nó tuyệt đối thì nó khó, nhưng mà bảo là các bác anh em dùng được. Như là dòng Siso thì có 4 chế độ, còn dòng AB có 4 chế độ và cái dòng Phoenix kia thì có thể làm cho các anh em đến 10 chế độ ở trên cái dòng vang số Phoenix. Bởi vì cái Phoenix kia thì nó cũng giống như dòng vang số DX thôi. Thì tại sao em lại nói rằng là em có thể khẳng định với các anh em là các anh em khi nhận những chiếc vang số này là sẽ có một chất âm khá hay, mặc dù các anh em sử dụng các cái đôi loa, các cái bộ mic hàng cụ đẩy khác nhau. Như là cái bác ở Gia Lai là sử dụng cho loa BB450C, chú em Thanh Hóa sử dụng cho loa JBL. Chú em ở thành phố Hồ Chí Minh là sử dụng cho âm ly nghe nhạc và loa cũng bình dân. Và chú em ở Thanh Hóa sử dụng chiếc 1080M. Thì cái nhất là phải thông qua cái kỹ thuật của người căn chỉnh. Thì cái việc kỹ thuật thì tí nữa em sẽ chia sẻ với các anh em trong cái vấn đề mà khả năng làm về vang số. Thế còn đối với các anh em khi mua hay là gửi vang số căn chỉnh ấy thì các bác sẽ thấy như thế này. Các bác sẽ thấy rất là nhiều cái vấn đề mà khách hàng của em đã có những cái thông tin phản hồi khi mà sử dụng các cái chiếc vang số mà em bán ra. Thì đây là một cái bác ở Phú Yên, một cái bác ở Phú Yên, bác ấy có mua của em một chiếc Q1. Bác này là bác ở Phú Yên, mua của em chiếc vang số Q1. Và bác ấy có một cái phản hồi rất tốt khi mà em cài đặt chiếc vang số Q1. Q1 thì em nhập và em bán, Q1 thì em nhập và em bán. Và thậm chí em còn chia sẻ các bác anh em ấy là cái dòng vang số Q1 này nó còn hay hơn cả vang số X3 cho đến X10. Thì đây nó là cái phản hồi của người dùng. Và còn hướng dẫn cho bác này là về cái cách gọi từ chương trình số 7 đổ đi. Bởi vì Q1 này nó ăn khiển của X5. Và em làm ở trên Q1 là đến 10 chế độ ở trên Q1. Thì ở trên khiển là gọi được 6 rồi. Thế còn từ cái 7 đổ đi thì như vậy là sẽ gọi bằng tay. Thì cũng có một cái video clip hướng dẫn bác này là gọi từ chương trình số 7 đổ đi. Thì ở đây bác này bác ấy có hỏi. Thì khi mà mua vang số của một người mà gọi là chuyên làm vang số ấy, thì cái nhất là am hiểu trên vang số. Cái hai nữa là có thời gian để mà hỗ trợ các anh em trong những cái vấn đề mà sử dụng. Thì đây là bác ở Phú Yên có mua của em chiếc Q1. Bởi vì nói gì thì nói, nó phải thông qua cái phản hồi của người dùng. Chứ còn bây giờ như vậy là mình là cái người thợ, người bán ấy, nói hay nhưng mà đến lúc các anh em sử dụng mà không hay ấy, thì đấy là một cái mà không thực chất của cái việc bán hàng. Thì đây là một chú em ở Thái Bình này. Đây là một chú em ở Thái Bình mà có gửi cho em chiếc vang số DEK2000. Và hôm qua thì chú có phản hồi về cái chất nhạc, chất mic. Thì nói về nhạc thì em chia sẻ rất nhiều rồi. Để mà có một cái chất nhạc mà nó mềm mại và có độ quyện ấy, thì ngày qua em có chia sẻ ở trên cái dòng vang số đời X12. Hôm qua thì em có làm 3-4 chiếc vang số X12, kể cả hàng mới và hàng bãi.
Thì các bác thấy rằng là em có chia sẻ với các anh em ấy là làm nhạc nó còn ảnh hưởng đến phần mix và phần effect. Để có chất nhạc hay ấy, thì chúng ta phải làm cái equalizer ở trên cái phần music. Thế nhưng mà khi làm cái phần equalizer của music ấy, thì nó lại ảnh hưởng đến chất âm của phần nhạc và phần mix. Đấy, thế cho nên là đây nó đòi hỏi một cái sự thẩm âm. Đây là đòi hỏi sự thẩm âm. Và tí nữa thì em sẽ chia sẻ với các anh em về cái phần music ở trên cái dòng vang số CISO. Hôm qua thì em chia sẻ về X12, bởi vì buổi sáng qua em cài là đến 3 chiếc X12, trong đó có 2 cái mới, 1 cái bãi. Và hôm nay thì cài 4 chiếc vang số CISO, trong đó có 3 chiếc T5 và 1 chiếc 1080M. Thì tí nữa em sẽ chia sẻ các anh em về cái vấn đề, về cái vấn đề mà làm nhạc ở trên dòng CISO. Thì đây là chú em ở Thái Bình mà đã gửi cho em chiếc vang số DEK2000, gửi cả mic, bộ mic Motivity, hai tay mic của mic không dây Motivity và một cái mic có dây. Thì đây là cái phản hồi của chú em ở Thái Bình. Mặc dù em ngồi tại nhà tại chỗ nhưng mà làm rất nhiều loại vang số cho các anh em là khá hay, khá hay. Từ những cái vang số mà gọi là bình dân cho đến vang số cao cấp. Đây là cả cao cấp, DEK2000 là vang số cao cấp. Chú này mua 8,5 triệu. Thì đây là một chiếc vang số cao cấp. Thế còn kể cả những chiếc vang số bình dân rẻ rẻ như là dòng X3, X5 hoặc là Theta K3, thì em làm các bác anh em đều khá hài lòng ưng ý. Em phải đưa các cái minh chứng như thế này để cho các bác anh em thấy được rằng là cái khả năng của một cái người mà ngồi tại chỗ căn chỉnh. Chứ đôi khi các bác anh em cứ nghĩ rằng là như vậy là phải đến nhà, phải xem loa như thế nào, xem không gian như thế nào. Nhưng cái thẩm âm nó sẽ quyết định. Đây, lại có thể giới thiệu các anh em một chiếc CISO Q520. Chú em này cũng ở Thanh Hóa này. Em ở khách Thanh Hóa rất là nhiều. Chú em này ở Thanh Hóa và cũng đã gửi cho em chiếc vang số Landor 5.1. Và gần đây thì chú này có gửi chiếc CISO Q520. Đây là một chiếc vang số CISO Q520. Rất nhiều vang số. Bảo là em làm một loại loanh quanh vài chiếc vang dòng X thì là một chuyện, bởi vì X nó phổ thông. Nhưng mà rất nhiều loại vang số, rất nhiều loại vang số, chứ không phải riêng gì cái vang số để X. Rất nhiều loại vang số mà làm cho các anh em là khá hay như vậy. Bởi vì nói thì nói. Và đây là gửi file cho cái bác này. Gửi file cho bác này và bác này cũng cảm thấy là khá hay khi mà em gửi cái file của vang BK 9000 Plus. Bác này ở tỉnh nào em không rõ nhưng mà có xin file em. Có xin một cái file của vang số BK 9000 Plus. Thì bác này cũng áp dụng, cũng thấy khá là hay khi mà như vậy là em gửi file cho bác này. Rất nhiều vang số các anh em gửi đến để mà căn chỉnh, cũng như là các bác anh em đây. Chú em này là ở Thanh Hóa và đặt mua một chiếc vang số CISO 1080M này. Chú này ở Thanh Hóa mà hôm nay em cài ở chú em ở Thanh Hóa là chiếc 1080M màu xanh này. Có cái tên sở tốc DK 5.1 ba la mã. Thì chú này trước đây đã gửi cho em chiếc vang số DBS 800 Plus nhé. Chú này đã gửi cho em chiếc vang số DBS 800 Plus và bây giờ thì lại đặt mua một chiếc CISO 1080M. Ở đây là chú em Thanh Hóa đã gửi vang số DBS 800 Plus đến căn chỉnh và bây giờ đặt mua chiếc 1080M. Rất nhiều các bác anh em là như vậy, là khách quen của em đã từng gửi vang số, từng mua vang số. Thì nói gì thì nói, nó phải thông qua những cái đây. Lại nói về Theta. Một chú em đây là có gửi cho em chiếc Theta K3. Chú này có gửi cho em chiếc Theta K3. Và sau khi mà nhận chiếc Theta K3 thì có cái phản hồi như thế này. Đây là chiếc vang Theta K3 nhé, một chiếc vang số mà bình dân rẻ tiền. Nhưng mà chú này như vậy là có một cái phản hồi như thế này. Phản hồi như thế này. Cho nên là rất nhiều anh em đã từng mua, từng gửi vang số để căn chỉnh thì đều có một cái sự hài lòng, ưng ý được 70-80%. Chứ còn nếu như em có điều kiện mà đến tận nhà các anh em ấy mà căn chỉnh thì phải nói rằng là tuyệt vời rồi. Thế còn bây giờ sẽ thử cái chất âm ở trên chiếc vang số của cái bác ở, bác này là ở Gia Lai này. Bác này ở Gia Lai. Nhiều các bác anh em không thể tin được rằng một người ngồi tại chỗ mà làm vang số cho các anh em khá hay như vậy. Bởi vì nó liên quan đến vấn đề thẩm âm và làm effect.
Đây các bác sẽ thấy được như thế này. Bây giờ sẽ mở nhạc lên này. Và đang kết nối BB nhé. Đang kết nối BB đấy. Đây là đang mở nhạc trên BB. Bởi vì bác này là đang sử dụng loa BB mà. Xin đã biết bàn lòng ơi, trao trả mỗi người cười. Hai lối mộng hai hướng trông, mình thương nhau chưa trọn thì chớ mang nỗi buồn theo bước đời, cho dù chưa lần nào. Nhưng nếu còn bây giờ mình thử một chế độ mic và em chia sẻ các bác nghe em như thế này, làm nhạc nó có ảnh hưởng đến mic. Một cho mic to lên tí này. Bây giờ đang thử âm ở trên loa BMB nhé, bởi vì bác này đang sử dụng BB450. Bây giờ là sẽ thử mic này. 1 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 7 7 2 3 5 6 1 2 6. Cho mic to lên tí nữa để các bác nghe cho rõ này. 1 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 7 7 2 3 5 6 1 2 6. Tiếp đến là chế độ thứ hai này. Làm 4 chế độ thì trong đó có một chế độ gì vợt. 1 1 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 7 7 7 2 3 5 6 1 2 6. Chế độ 3 này, chế độ 3 nhiều effect hơn nhé. 1 1 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 7 7 2 3 5 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6. Cái 4 là gì vọt này? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 7 7 2 3 5 6 1 2 6. Thì các bác thấy là thử ở trên BMB đấy. Đẹp vì nhau, xin nhẹ đi vào sâu. Gợi hương tiếc nhiều đau bấy nhiêu. Mình chia tay nề nhé, để trốn đau với chiều mưa gió lòng. Ta dừng vui bên nhạc vai gánh đường trần cho đến đây chỉ còn. Vừa rồi các bác đã nghe được 4 cái chế độ nhạc ở trên chiếc CISO. Và bây giờ các bác sẽ thấy được những cái vấn đề làm nhạc ở trên CISO nó sẽ ảnh hưởng đến mic như thế nào nhé. Đầu tiên là đây là chế độ số 1 và cắt thấp là 40 này. Bây giờ sẽ thử nhé. 1 1 2 6 6 1 1 2 6 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
số 5.500 và đặt ở chế độ HS. Và bây giờ là sẽ tăng là 1 dB nhé. Đây là cái vị trí tần số thuộc giải cao, giải check này. Và đang đặt ở chế độ HS và tăng 1 dB về biên độ, giá trị Q 1.3 nhé. 1, 2, 6. Đây là một chế độ, các bác thấy rằng là khi mà chúng ta lấy một tần số giải cao và đặt về chế độ HS và độ dốc là 1.3 và gain tức là biên độ là 1 thì chất âm nó khác nhé. Tăng quá không được mà không tăng thì không đẹp nhé. Thế còn bây giờ như vậy chế độ 2 này các bác sẽ thấy như thế này. Em ví dụ hai chế độ thôi. Ở chế độ này nó sáng tiếng hơn nhé. Chế độ số 2 này sáng tiếng hơn, các bác thấy rằng music là cắt 50. 1, 2, 6. Rõ ràng là ảnh hưởng chất âm nhé. Ở tần số 5.000 này là cái chế độ thì HS này và cái gain là 2 này. Bây giờ thì tăng 1, 2. Thì rõ ràng là làm nhạc ở trên siêu T3 ấy, nó cũng ảnh hưởng đến cái chất âm của phần mic.
Ngoài ra nó còn nhiều cái vị trí khác nữa, mà cái này nó do cái vấn đề thẩm âm sẽ đặt các cái giá trị biên độ cũng như giá trị quy và cái vị trí tần số ở trên siêu T3. Các bác thấy rằng nó không nhiều giải quái dơ đâu, nhưng mà đây là những cái chủ định của cái người làm trong vấn đề mà đặt giá trị tần số cũng như là đặt giá trị quy và thay đổi về cái biên độ. Thì đây nó là một cái mà em muốn chia sẻ với anh em ấy, là trên vang số là khi chúng ta làm nhạc nó sẽ ảnh hưởng đến chất âm phần mic, cho nên rằng là khi mà làm vang số ấy, là nó đòi hỏi cái sự phối hợp và nó rất nhiều phần nhiều mục với nhau thì mới có một chiếc vang số hay đến tay các bác và anh em.